Rồi ok, chào anh em. Thì chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Trung Với Tăng nha. Lùa đang sâu này xíu nè, đang sâu này xíu nè. Rồi ok anh em nha, Hào đang có mặt lại Universe nha, Aquarium. Bữa nay là khai trương, mình sẽ mời anh em cùng đi với mình vô trong nhà để xem coi là cá với lại hồ của Trung Với Tăng nha. Đây là mình nguyên một dàn hồ của Trung Với Tăng, nói chung là vừa hồ dưỡng cho tới là hồ xô cá và dàn hồ công nghệ, nói chung là những công nghệ mới nhất của Trung Với Tăng được đặt ở bên đây. Thì mời anh em cùng đi với mình vào trong quán và anh em sẽ tham quan tổng thể nha. Đây là một con bể 3m, 1m, 1m. Đó, rồi bên đây là tiếp theo là những cái bể 2m, 2m của mình. Còn bên tay phải bên đây là một dàn hồ sô cá. Đó, giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với đây. Đây là một dàn hồ 2 tầng của anh mình thiết kế là để gọi là để mình dưỡng cá. Có là mình dưỡng những cái dòng cá mà anh em có thể thích gọi là tham khảo và có thể mua tại quán. Đó là mình có thể mua cá tại quán luôn và những cái hồ này. Đó. Những cái hồ này. Đó. Tiền của quán có nghĩa là đây là view hai mặt dài. Thì cái hồ này cái thước nó là 3m nhân 1m 1m. Thì mình đang làm là kiến 19 ly ba mặt siêu trong. Đó đây là một xô đá, một cái xô gọi là để nhìn ở ngoài, mấy bạn đi ở ngoài mà có mấy bạn có thể nhìn vô được cái hồ cá và nhìn nó trong. Thì cái hồ này nói chung là bên mình mới set nên là chắc lượng nước nó cũng chưa có được ok lắm á, nên là anh em chưa có nhìn xuyên qua được bên trong nha. Đó đây là dàn đá, là đá núi. Đó, thì dàn layout này là cao tiên với lại là mấy bạn cộng sự như Tăng Hoàng rồi đấy. Còn tiếp theo bên đây là một con đây, con tiếp theo này là con 2m17 rồi 81-98 kiến 15 ly siêu trong. Và đặc biệt là cái hồ này là bên team mình là set là đá nhâm xanh. Thì đá này là được bạn Long ở ngoài Thanh Hóa là tài trợ cho mình một lô đá này để set ở đây. Rồi. Còn tiếp theo con này á là 2m35 81-81. Thì cái mẫu này là chơi gọi là sen giữa đá và lũa, thì cái hồ này là để nuôi cá rô. Đó, thì dàn lọc ở dưới đây thì nói chung là nó là tích kế đầy đủ, nhưng mà là dàn mưa rồi túi lọc tinh đồ này nọ đầy đủ cho anh em hết, có khay nóc hết. Đặc biệt hồ này thì mình chơi là vật liệu lọc là chuyên là san hô. Đó, và con cuối cùng này. Đây là con bể cuối cùng, thì con này là 2m14 và là 81-86. Đó, thì cái mẫu bể này là mẫu mẻ, nói chung là thời cũ trước của Trung Với Tăng. Cả kỳ cọp trước của Trung Với Tăng thì mình cũng muốn để nguyên vẹn như vậy luôn. Nghĩa là một dàn lọc ẻo và không có khay chằng mưa, rồi không có tất cả mọi thứ, dàn ống cam đen. Đó, đặc biệt chân là để chân 4 trụ rồi chân xô ra ngoài luôn. Ở đây là tất cả những tổng thể, còn cái này là giống như dòng Ali, những dòng này là dòng lớn. Đó, những cái con cá ở đây là được tuyển chọn rất là kỹ và nói chung mới đưa vào đây. Thì anh em ngắm mà chất lượng nước thì nói chung là chưa được ổn định lắm. Rồi, giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với Caramel ngắm một dòng của Xô Đông Quán nha. Quán này thì mình phục vụ cà phê, rồi nói chung là cá, rồi anh em có thể ngắm hồ và cá. Nói chung đặc biệt không gian trong đây là không gian máy lạnh, còn ngoài kia là không gian ngoài trời. Thì anh em nào thích ngồi máy lạnh thì mình sẽ vào trong nhà. Đó, ở đây thì có cà phê, rồi trà sữa, rồi nói chung là những cái thứ mà nói chung là những anh em giải trí có thể ngồi trong này. Đó, mình ngồi ở ngoài trời nữa. Ngoài trời thì nói chung là trời nó hơi nóng một xíu.
ok anh em nha, hồi nãy giờ thì anh em cũng đi một vòng để tham quan với mình, thì mình sẽ một ngày gần nhất mình sẽ quay lại đây, mình sẽ quay kỹ cho anh em coi là nước, chất lượng nước nó sẽ như thế nào và cá nó sẽ căng như thế nào. Tại vì tất cả những cái dàn bể bên đây thì sau này mình sẽ làm nguyên một dàn gọi là hệ nước chậm tự động. Thì dự định của mình là ngay chỗ cái góc này mình sẽ đặt một con drum là để chạy cho một cái hồ 3 mét này. Tại vì khối lượng cá trong hồ 3 mét này rất là lớn đó, nên là sau này mình sẽ lắp và mình sẽ review kỹ lại cho anh em coi tất cả tổng thể những cái này đó là hoạt động như thế nào. Nhưng bây giờ là mình chỉ tổng quan vậy thôi, còn tất cả mọi thông tin của bên cửa hàng và thông tin của Hào là mình sẽ để ở dưới màn hình. Ví dụ như anh em nào cần cá thì liên hệ với bạn Quyết đó, hoặc là bạn Đạt, thì mình sẽ để thông tin của mấy bạn đó dưới góc cho mấy bạn có thể là cần thì anh em có thể là điện thoại trực tiếp. Còn ví dụ như về hồ cá anh em cần tư vấn như thế nào thì anh em có alo cho mình, hoặc là thậm chí anh em có thể đi trực tiếp qua bên quán, có thể là tham khảo. Mà nói chung là đi qua quán thì mình sẽ mời anh em cà phê và anh em có thể tham khảo được mẫu hồ và anh em có thể ngắm được cá Ali. Nói chung đây là giờ lại chuyên làm Ali và rô Mỹ đó, tất cả những dòng cá về Ali ở đây là đều có hết, và những cá VIP, cá xịn anh em cần order thì bên mình đều có đặt về cho anh em nha. Đó là bạn VIP bạn sẽ đem về hết cho anh em. Còn tất cả những dàn layout hôm nay thì Cao Tiên là người đảm nhiệm chính của cái dàn layout này, thì anh em nào cần thì cứ liên hệ với Cao Tiên hoặc là một cái kênh gọi là Cây Là Nhà của Cao Tiên nha. Rồi nói chung là lời cuối cùng thì mình cũng xin, ngày hôm nay là ngày nhân dịp khai trương của quán, mình cũng cảm ơn tất cả những anh em team Vinh Tăng đã cố gắng hết sức mình để có được một cái view ngày hôm nay gọi là tổng thể để mà mình có thể khai trương. Thì đồng ý là sẽ có một số lỗi mà chưa hoàn thiện được, thật sự là khi anh em coi thì nhưng mà anh em bỏ qua cho mình nha, nên là mình sẽ fix cái đó lại sau, mình sẽ quay kỹ cho anh em coi. Rồi Hào cảm ơn anh em, chào anh em nha, chúc anh em nói chung là sức khỏe và luôn luôn là ủng hộ cho Vinh Tăng và cho những em Vinh Tăng những ý kiến để cho Hào và cộng gồm những người đồng đội để có thể là phát triển cho Vinh Tăng lớn mạnh hơn. Rồi bye bye, chào anh em.